Kính thưa quý vị, trước những thành công chống dịch COVID-19 mà không cần thiết lập lệnh phong tỏa hà khắc như tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều nước lên tiếng ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nhân sự kiện cuộc họp Đại hội đồng của WHO sắp diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 tới đây, một tạp chí thế giới đó đây tuần này giới thiệu một số quan điểm của ông Ngô Chiêu Tiếp, Ngoại trưởng Đài Loan, về cuộc chiến chống dịch COVID-19, khả năng Đài Loan gia nhập WHO và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan hiện nay khi trả lời phỏng vấn nhà báo Adrien Simon, ban tiếng Pháp đài RFI. Mời quý vị theo dõi. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, người Ethiopia, gần đây lên án Đài Loan có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào cá nhân ông ấy. Những lời cáo buộc này của ông Tedros được đưa ra ngay sau khi có nhiều quan chức chính phủ Đài Loan lên tiếng chỉ trích cách thức mà Tổ chức Y tế Thế giới xử lý cuộc khủng hoảng dịch tễ. Ông có nghĩ rằng chính việc Trung Quốc gây ảnh hưởng với Tổ chức Y tế Thế giới đã dẫn đến hậu quả là thế giới chậm trễ phản ứng trước dịch bệnh. Thứ nhất là quả thật Đài Loan cũng nằm trong số những nước lên tiếng cho rằng một số quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới có thể là sai lầm. Ví dụ như trường hợp người ta đã thấy rõ là khi dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng ở Trung Quốc, thì Tổ chức Y tế Thế giới lại khẳng định rằng giao thương quốc tế hay du lịch quốc tế vẫn nên tiếp tục. Đài Loan đã có lập trường riêng, nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất. Trên trường quốc tế có rất nhiều chỉ trích về cách xử lý cuộc khủng hoảng của Tổ chức Y tế Thế giới, và những chỉ trích của Đài Loan cũng giống với những gì các nước khác đã đưa ra. Điểm thứ hai, đó là những gì mà tự bản thân chúng tôi nhận thấy được. Ví dụ như bức thư mà chúng tôi gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới hồi cuối năm ngoái 2019 để báo động nguy cơ lây nhiễm giữa người với người xung quanh thành phố Vũ Hán. Bức thư này vẫn không được hồi âm. Đây không phải là phương pháp làm việc phù hợp nếu muốn hành động một cách minh bạch với căn bệnh truyền nhiễm này. Hệ quả là cộng đồng quốc tế phải gánh lấy dịch bệnh một cách nặng nề, không chỉ có Trung Quốc mà cả châu Âu, Hoa Kỳ và giờ đây là châu Phi nữa. Vì lý do này mà chúng tôi cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới lẽ ra đã có thể làm được nhiều hơn để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự phát triển của dịch bệnh và cho phép tất cả các nước trên thế giới được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch. Đài Loan đã phản ứng rất nhanh ngay từ những dấu hiệu đầu tiên của dịch bệnh. Điều gì giải thích cho phản ứng sớm này? Đến tháng Giêng năm 2020, vào lúc các báo cáo xung quanh một căn bệnh truyền nhiễm tại Vũ Hán tiếp tục được gửi về, thì Đài Loan đã cử các chuyên gia của mình đến tiến hành các cuộc điều tra tại chỗ. Dù rằng họ không thể thu thập được hết các thông tin cần thiết cho cuộc điều tra, nhưng họ hiểu rằng có điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Khi các nhà điều tra về đến Đài Loan, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng là có một đợt dịch bệnh. Trung tâm chỉ huy chống dịch bệnh được kích hoạt, cho phép áp dụng các tiếp cận liên chính phủ để đối phó với dịch. Rồi vào trung tuần tháng Giêng, ngay sau khi có xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đài Loan, chúng tôi đã đình chỉ mọi chuyến bay đến từ Vũ Hán và đưa ra một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn những dòng du khách đến từ những vùng bị nhiễm dịch nặng nề có thể vào Đài Loan. Chúng tôi cũng quyết định ngưng xuất khẩu khẩu trang y tế và khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt trong nước để bảo đảm mỗi công dân Đài Loan đều được bảo vệ. Cuối cùng thì chúng tôi cho thiết lập một cơ chế để có thể truy tìm được tất cả các điểm tiếp xúc của các ca nhiễm được xác nhận. Nhờ vào chiến lược này mà dịch bệnh ngày nay dường như đã nằm trong tầm kiểm soát của Đài Loan. Nhìn vào phản ứng có hiệu quả này, ông có nghĩ rằng tình hình thế giới có thể sẽ khác đi nếu như Đài Loan là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới hay không? Thật khó hình dung được chuyện gì có thể xảy ra nếu như Đài Loan là thành viên hay đơn giản chỉ là quan sát viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Trước tiên tôi nghĩ rằng Đài Loan phải có quyền tiếp nhận tất cả các thông tin cần thiết từ phía Tổ chức Y tế Thế giới ngay khi chúng tôi cần đến. Bởi vì lúc này đây, quả thật là Đài Loan hầu như không thể tiếp cận các thông tin vào thời điểm cần thiết từ phía Tổ chức Y tế Thế giới. Một điểm khác nữa là chính những thông tin mà Đài Loan mong muốn chia sẻ với cộng đồng quốc tế đã không được truyền đi. Chúng tôi chỉ biết gửi các thông tin tới bộ phận phụ trách các quy định y tế quốc tế, nhưng không biết là sau đó chúng đi đâu. Cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi còn có nghĩa vụ đến giúp đỡ những nước nào cần đến sự hỗ trợ của Đài Loan.
nhất là bởi vì chúng tôi có những chuẩn mực về y tế cao hơn rất nhiều so với nhiều nước khác trong khu vực. Cơ chế tốt nhất có lẽ là thông qua Tổ chức Y tế Thế giới để có thể giúp đỡ được những nước đó. Nhưng điều này vẫn chưa có thể làm được trong hoàn cảnh hiện nay. Tôi có thể đưa ra một ví dụ cụ thể. Năm ngoái 2019, chúng tôi nhận thấy là cuộc chiến chống virus Ebola rất quan trọng và chúng tôi đã đề nghị một khoản hỗ trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới để chống dịch. Thế nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã bác bỏ đề nghị của chúng tôi. Tình trạng này cho thấy là Đài Loan cần phải tham gia vào tổ chức này một cách trực tiếp hơn nữa, bất kể với tư cách là thành viên chính thức hay là quan sát viên. Như vậy chắc chắn là có lợi cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trung Quốc dường như đang lao vào một chiến lược quảng bá về hiệu quả của mô hình chuyên chế trong việc xử lý dịch bệnh. Nền dân chủ Đài Loan thể hiện một mô hình phản biện không thể chối cãi. Phải chăng hệ thống dân chủ của Đài Loan đã giúp các ông chống chọi được với dịch bệnh? Since you are here in Taiwan and you've been to the press conference at our CDC. Vì quý vị đang ở Đài Loan, đương nhiên quý vị cũng có theo dõi các buổi họp báo của trung tâm chỉ huy của chúng tôi và thấy rõ cách thức các buổi họp báo diễn ra đều trên cơ sở một sự minh bạch toàn diện. Quý vị có thể đưa ra bất cứ câu hỏi gì và giám đốc trung tâm chỉ huy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi cho đến khi mối nghi ngờ nhỏ nhất được xóa tan. Sự minh bạch toàn diện này chỉ có thể tồn tại trong một hệ thống dân chủ. Điều này cho phép đáp ứng mong muốn tạo dựng niềm tin mạnh mẽ giữa người dân và chính phủ. Còn ở bên kia, hệ thống của nước Trung Quốc Cộng sản rất khác biệt. Một hệ thống chuyên chế được ghi trong hiến pháp không thể nào minh bạch, trung thực về tình hình dịch bệnh, bởi vì mục tiêu của họ là sự ổn định chế độ và củng cố quyền lực. Đây là một mối liên hệ với quyền lực rất khác biệt. Kể từ khi tình hình đã được cải thiện ở trong nước, Trung Quốc quả thật bắt đầu cung cấp trang thiết bị y tế bằng cách phô trương điều này dưới hình thức trao tặng và tìm cách đòi các nước tiếp nhận phải ca ngợi mô hình của Trung Quốc. Nhưng có nhiều quốc gia nhận thấy đó không phải là những khoản ban tặng, mà là những đợt giao hàng được bán với mức giá cao hơn thị trường rất nhiều, và một số nước cũng nhận thấy một phần trang thiết bị gửi đến đã bị hư hỏng. Do vậy, tôi nghĩ là khi Trung Quốc cố gắng giao bán mô hình của mình với cộng đồng quốc tế và tìm cách chứng tỏ tính ưu việt của mô hình đó, chẳng hạn so với mô hình của Đài Loan, thế nhưng cộng đồng quốc tế đã chối bỏ. Tôi tin chắc rằng những quốc gia chia sẻ cùng những giá trị với chúng tôi, nếu họ chú ý đến kinh nghiệm của Đài Loan, thì họ sẽ nhận thấy rằng các phương pháp dân chủ vẫn là tốt nhất để xử lý dịch bệnh hơn là một cách tiếp cận chuyên chế. Trong những thông báo gần đây, Trung Quốc nói bóng gió rằng Đài Loan rất có thể tận dụng dịch bệnh để tiến tới tuyên bố độc lập. Ông có thể cho biết rõ hơn lập trường của Đài Loan về vấn đề này hay không? When the pandemic is hitting Taiwan, vào một thời điểm dịch bệnh đổ ập đến Đài Loan cũng như những nơi khác trên thế giới, điều duy nhất mà chúng tôi lo lắng là làm sao có khả năng đối phó với tình hình này và hỗ trợ được tốt nhất cho phần còn lại của thế giới. Nếu lấy ví dụ về chiến dịch để gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, chúng tôi đã tiến hành điều này hàng năm kể từ những năm 2000, và năm nay chúng tôi chẳng làm gì hơn ngoài những gì chúng tôi đã làm trước đây. Năm nay còn có một sự khác biệt, đó là Đài Loan đã chứng tỏ được khả năng kiềm chế dịch bệnh, và vì lý do này đã có một sự công nhận mạnh mẽ hơn cho việc Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Và điều đó cũng chẳng có liên hệ gì với việc Đài Loan mong muốn tuyên bố hay đòi độc lập. Dù Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc, thì ai cũng biết rằng điều đó là sai. Thực tế không phải như thế. Thực tế chính là Đài Loan đã tự thân tồn tại, rằng Trung Quốc và Đài Loan là khác nhau, và hai bên bờ eo biển Đài Loan được quản lý bởi hai chính phủ khác biệt. Cho nên chúng ta cần cẩn trọng trước những gì Trung Quốc đang làm cho một số nước phải tin, thậm chí trước những gì mà Trung Quốc buộc những nước đó phải nói công khai, nhất là khi Bắc Kinh muốn làm cho mọi người tin rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Tuy nhiên tôi có cảm giác rằng hiện nay ngày càng có nhiều nước hiểu rõ tình hình thực tế của Đài Loan, rằng chúng tôi không phải là một phần của Trung Quốc. Và những gì mà chúng tôi mong muốn chính là duy trì nguyên trạng hiện nay, sao cho mối quan hệ giữa đôi bờ eo biển có thể tiếp tục trong hòa bình và ổn định.